bài này nha. Tới 8 tháng 3 anh em mình nấu nghe anh ta. Hiện tại bây giờ là thời gian được diễn ra 20 phút rồi đó. Món ăn là trang trí ha. Cái đấy còn này kia đó ha. Cái thứ ba là thuyết trình về món ăn. Thì sau và các bạn, và bây giờ thì chúng ta có thể tham quan phần nấu ăn, chúng ta thưởng thức các món ăn. Thì bây giờ chúng ta có thể tham quan dinh thự của anh Nam và chị Thư tại Cồn Thương. Và hiện nay lát nữa thôi thì các bé sẽ nhận được những chiếc lồng đèn từ phía các cô chú các anh chị nha, chuẩn bị những món ăn. Và thật là không biết là một hồi nữa món ăn sẽ như thế. Tuyệt vời. Phòng kế toán, phòng dân dân, phòng sản phẩm và chi nhánh Cần Thơ. Tiêu chí chấm điểm trong rồi sự liên miếm của các cầu bếp. Và một trong những tiêu chí rất là quan trọng đó là vệ sinh nơi mà chúng ta thực hiện nấu ăn nhé. Chính vì vậy là các đầu bếp cũng như là các trợ thủ cũng rất là chú ý vấn đề vệ sinh sau khi những nơi mà chúng ta chế biến. Chúng ta có thể tranh thủ tham quan dinh thự của anh Nam và chị Thư và chúng ta cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi nha các bé. Nâng những lốc bé lên. Ba. Mời ban giám khảo anh Nam chị. Phòng sản phẩm xong chưa? Kính thưa người với nhiệm vụ cầm cân nảy mỡ giúp cho ban tổ chức công tác đơn giản hoàn thành nhiệm vụ cho ban giám khảo và các phút nữa thôi. Cứ một món này sao lên vậy? Chi nhánh Cần Thơ đã xong chưa? Các miền Nam và ngày hôm nay chúng ta cùng hòa tập hợp về đây tại nhà của sếp Nam ở tiết mục dành riêng cho các bé. Còn bây giờ thì chúng ta rồi, bây giờ thì xin mời các đội chuẩn bị cử người ra thuyết trình và chúng ta sẽ đi trình tự nha. Đầu tiên là số 1 chuẩn bị phần thuyết trình và sau đây là chúng ta sẽ cùng nghe ý nghĩa của từng món ăn. Kính thưa quý vị và các bạn, mình tên là Diệp Thái Nguyên, mình đại diện phòng kinh doanh để cùng để thuyết trình về các phần thi nấu ăn của nhóm mình ngày hôm nay ạ. Hôm nay cả nhà có vui không ạ? Riêng phòng kinh doanh của tụi mình thì ngoài niềm vui, mình còn thấy cảm thấy rất là hạnh phúc nữa vì được cùng mọi người tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho thêm Trung Thu chúng ta hôm nay thêm ý nghĩa hơn nữa. Trung Thu là Tết đoàn viên, gia đình gắn kết, mọi miền yêu thương. Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, thì để có được bữa cơm đầy đủ với thành viên trong gia đình thì rất là khó. Trong năm ngoài dịp Tết Nguyên Đán thì Trung Thu cũng là một dịp để các gia đình trong thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Vì vậy nhóm chúng em quyết định chọn chủ đề là mâm cơm đoàn viên để đây là cũng có dịp để kêu gọi mọi người hãy cùng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình, phù hợp với tất cả các mọi lứa tuổi. Ví dụ như có món tôm rang, thịt bò xào đậu que và đặc biệt là các món chả như là chả giò hay là chả cách hoa thì không chỉ người lớn mà trẻ em cũng rất là thích ạ. Ăn của tụi em tên là nụ cười hạnh phúc, với ý nghĩa là sau khi thưởng thức món ăn chính thì gia đình lại cùng tụ họp thêm một lần nữa để cùng thưởng thức các món tráng miệng, ví dụ như là có dưa hấu và có bánh mặt trăng.
và thưởng thức chung với bình trà nóng thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa ạ. Trước khi dứt lời, chúng em xin chúc mọi người sẽ có được một đêm trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chúc cả nhà ngon miệng ạ. Dạ, xong trước nhất luôn anh. Thì cũng thấy phòng kinh doanh làm rơm rã quá. Thành thơ em thì xin trình bày được cái món ăn là hôm nay là ngày trung thu, hòa chung với niềm vui ngày Tết đoàn viên, ngày Tết gia đình, và cũng hòa chung niềm hân hoan của các em thiếu nhi. Thì hôm nay công ty chúng em, công ty cổ phần hóa chất miền thơ quá chất công ty cổ phần hóa chất miền Nam lại tổ chức một cuộc thi càng thành vượng hơn nữa. Thì Nhiên đến Cần Thơ, chúng em tham gia hội thi với ba món với chủ đề như sau: là chủ đề mái ấm gia đình, chúng em tham gia món thứ nhất hay là món khai vị hay còn gọi là phượng hoàng nở trứng ạ. Thì cái món này là cái món rất gần gũi với gia đình chúng ta và cả trẻ trẻ nhỏ cũng rất là thích. Món thứ hai là món tôm khai hoa. Thì tại vì hôm nay là ngày, cũng là ngày Tết đoàn viên, cho em có làm cái món này đó là cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm thì cái món này rất gần gũi với gia đình người Việt Nam chúng ta. Trong gia đình chúng ta thì ai cũng trải qua ăn món này rất nhiều lần. Hôm nay thì chi nhánh Cần Thơ nhau mời. Kính thưa quý vị và các bạn, và hiện nay thì chúng ta đang đến tham quan và thưởng thức các món ăn. Các vị giám khảo đang giúp chúng ta sẽ phân biệt được đội nào sẽ giành chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay với thưởng thức phần ngắm nhìn thôi nha. Và một lát nữa thôi thì chúng ta mới được thưởng thức chính thức nha. Và ban giám khảo vẫn đang tích cực làm việc. Thành viên nào sẽ là Thúy Trình, mời một bạn trai. Tiệc tông trứng với chủ đề là hội tụ trăng rằm, với cái hình tượng là mỗi cái chiếc bánh là hình của mặt trăng, cầm trăng tròn to nhất đẹp nhất, thể hiện cái sự trọn vẹn và sung túc. Mỗi cái chiếc bánh là một thành viên của một gia đình hóa chất Việt Nam hội tụ tại nơi đây cùng ăn uống hóa chất Việt Nam. Dạ, đó là cái ý nghĩa và cái tưởng tượng của món ăn của em trình bày ngày hôm nay. Em xin hết. Một tràng vỗ tay cho phòng xã phẩm rồi. Về cái món ăn của phòng kế toán của mình, nhất là tại vì mình chọn cái chủ đề là dân dã miền Tây, nhất là cũng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, như là có cơm nè, rồi cánh gà thì có nói chung là đạm nè, rồi có canh cua với rau ngót thì nó đầy đủ canxi, rồi thêm một phần có đầy đủ chất xơ, rồi có rau luộc đầy đủ các loại rau, rồi thêm một cái phần mời ban giám khảo thưởng thức. Xin được chúc mừng. Rồi bây giờ thì ban giám khảo sẽ thưởng thức các món ăn của các phòng để thực hiện các món ăn, và ship Nam sẽ là người thưởng thức đầu tiên. Chị Huệ, anh Hùng, chị Thư, mời động trước đi nào. Bây giờ chú sang hát, bé nào hát thuộc thì hát theo, còn chúng đèn đi chơi, em đốt đèn đi thăm phố phượng rằm, trùng chen chen chắc trùng chen chen, trùng chen chen chắc trùng chen chen, ta đốt đèn về đến quê. Bé nào hát riêng được, bé nào hát riêng được hát một bài nhận quà liền, chúng ta sẽ tặng quà liền cho bé nào hát được. Bé nào hát được một bài à, có nè. Xin lỗi, ai là phụ huynh của cục vàng này ạ? Bà đâu, bà đang quay phim đó hả? Con có phải tăng hả? Phải tăng không?
anh Tân nè, cùng bạn qua nào quay phim đi nha. Rồi bây giờ con hát bài gì để cho ba ghi hình vậy, con hát bài gì đi. Con quen tổ chức là bài Bắc Kim Thai thôi. Bắc Kim Thai gà lan bây giờ cột qua kèo là kèo qua cột, chú ban dầu qua cầu ma té, chú ban ếch ở lại làm chi, con le le đánh trong thổi kèn, con biển biệt thái tà tí tè tà tè. Một tràng vỗ tay cho ca sĩ Nhi. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bài vận động, một bài nữa là chúng ta vào trò chơi tay ra nha. Một bài vận động nữa này, giơ theo chú Sang này, giơ đây nè, phải điều nha, chuẩn bị nha. Này chúng ta bóp tay lại, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Quay các bé ơi, quay. Đây Lam. Lam đang sáng lạng rồi đó. Thiếu bầu đông kéo nữa đi luôn. Quay. Các anh chị tạo điều kiện cho các bé tham gia các trò chơi này các anh chị, để cho các bé rèn luyện những kỹ năng cho các bé tự tin hơn ạ. Rồi quay ngược. Chơi đầu tiên, và sau trò chơi này thì chúng ta sẽ biết được đội nào thắng là chúng ta sẽ nhận quà. Và trò chơi của chúng ta đầu tiên có tên gọi là đua xe tăng. Và cuộc chơi phải xếp hạng, cho nên và phần xếp hạng chắc là anh Nam cũng rất là đáng lo, chắc là cũng làm cho anh khó khăn trong vấn đề không biết ai sẽ là người thắng cuộc. Nhưng mà cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng người thua nha quý vị, cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho người đại diện cho đội. Ai muốn bước trước không? Đội nào muốn bước trước? Sao lùi lấy chân vậy? Và bước lên phía trên một bước, xin được chúc mừng cho, xin được chúc mừng ai muốn bước lên phía trước chưa biết hả? Bây giờ em mời người nào bước lên phía trước thì em sẽ mời chị Nguyễn Kim Huệ lên tặng quà liền nha. Chị Thư ơi, chuẩn bị quà nha chị Thư, chúng ta sẽ tặng cho đội đầu tiên. Xin được chúc mừng cho đội công ty cổ phần hóa chất miền Nam chi nhánh Cần Thơ.
bước lên một bước. Rồi xin mời chị Nguyễn Kim Huệ sẽ cặn giải gì quý vị? Giải gì ạ? Giải khuyến khích. Giải gì? Chị Huệ đã chuẩn bị đem phần quà lên để mọi người chụp hình không chị? Đó là giải nhì. Giải nhì đây, mời chị Huệ sẽ tặng giải nhì cho chi nhánh Cần Thơ. Giải nhì rồi, xin được chúc mừng. Rồi bây giờ chị Huệ sẽ vui lòng nán lại sân khấu ha, để cùng tặng cho một giải khuyến khích. Khuyến khích mời, mời chị Huệ sẽ tặng cho phòng sản phẩm giải Kaka. Kaka. Rồi, xin được cảm ơn chị Huệ phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh và xin được mời anh Nguyễn Lộc Nam, sếp giám đốc của công ty cổ phần hóa chất miền Nam sẽ lên tặng giải ba cho phòng kinh doanh. Và giải nhất đã có kết quả luôn, đó là phòng kế toán. Mời anh Nguyễn Lộc Nam sẽ tặng giải nhất cho phòng kế toán luôn, đã có kết quả rồi. Vỗ tay lên nào quý vị ơi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Nguyễn Lộc Nam, xin được chúc mừng bốn đội. Và bây giờ bốn đội có thể về lại vị trí cũ và chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức. Cảm ơn anh. Về đây âm thầm người bán cơm nghe hát dù kia.